những lãnh đạo, người nổi tiếng tuổi Rồng trên thế giới. Nhiều người nổi tiếng thế giới sinh ra trong năm Rồng, trong đó có ông Putin, ông Lý Hiển Long, ông Đặng Tiểu Bình, hay vua bóng đá Pele, tỷ phú Lý Gia Thành. Ông Đặng Tiểu Bình sinh ngày 22 tháng 8 năm 1904, Giáp Thìn. Ông được Đảng Cộng sản Trung Quốc, CPC, coi là hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ hai trong giai đoạn 1976-1992, mặc dù ông Đặng không giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia hay người đứng đầu đảng. Thế hệ lãnh đạo thứ hai của CPC tập trung vào việc phát triển kinh tế theo đường lối được đặt ra trong lý luận Đặng Tiểu Bình, trong đó chú trọng đặc biệt tới khía cạnh mở cửa nền kinh tế, hướng tới các nước phương Tây. Ông cũng nổi tiếng với câu nói, mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột, góp phần đưa Trung Quốc thành đất nước phát triển nhanh nhất châu Á trong vòng hơn 2 thập kỷ. Sinh ra tại Trung Quốc đại lục ngày 29 tháng 7 năm 1928, Mậu Thìn, Lý Gia Thành đến Hồng Kông năm 1940. Ông bắt đầu phải làm việc cực lực từ năm 12 tuổi. Thời niên thiếu càng khó khăn hơn khi bố qua đời, khiến Lý Gia Thành phải bỏ học làm công nhân. Năm 1950, ông dùng tiền tiết kiệm đầu tư vào một nhà máy sản xuất nhựa. Bằng những quyết định đầu tư khôn ngoan, chỉ trong vòng vài năm, ông đã trở thành nhà cung cấp hoa nhựa lớn nhất châu Á. Đến tuổi 30, ông đã kiếm đủ tiền để về hưu an nhàn, nhưng vẫn quyết định không dừng lại. Đế chế chứng khoán Húc Chi Sơn của ông ngày càng mở rộng sang nhiều mảng kinh doanh, từ bán lẻ, năng lượng, viễn thông đến truyền thông, công nghệ sinh học. Đến năm 2016, ông đã có 270.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia. Ông được gọi là siêu nhân tại Hồng Kông vì sự nhạy bén trong kinh doanh. Lý Gia Thành được coi là người đã thay đổi vận mệnh cho Hồng Kông, là tấm gương về việc từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông định cư và gây dựng đế chế kinh doanh trải khắp châu Á. Với tài sản khoảng 37,7 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 7 năm 2023 theo Forbes, ông là người giàu thứ 33 thế giới. Mục sư Martin Luther King Jr. vẫy tay chào đám đông tại đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington ngày 28 tháng 8 năm 1963, nơi ông đọc bài diễn văn Tôi có một giấc mơ, một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi này sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929, Mậu Thìn. Ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964 vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc, chống bạo lực, ủng hộ quyền công dân. Vua bóng đá Pele, ngày 23 tháng 10 năm 1940, Canh Thìn. Pele sinh ra tại thành phố Três Corações, đông nam Brazil và được đặt tên Edson Arantes do Nascimento, theo tên nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison. Ông lớn lên bằng nghề bán hàng rong trên đường phố để giúp gia đình nghèo khó trang trải cuộc sống. Ông sớm được đặc biệt danh Pele do phát âm sai từ Bin, tên thủ môn tại Vasco de São Lourenço, nơi cha của ông từng thi đấu. Pele chói sáng từ năm 15 tuổi, khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với câu lạc bộ Santos. Ông cùng câu lạc bộ giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả cúp liên lục địa vào các năm 1962-1963. Pele là hình ảnh thu nhỏ của lối chơi được gọi là bóng đá Samba ở Brazil. Ông ghi kỷ lục mọi thời đại với 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos 1956-1974, tuyển Brazil và New York Cosmos 1975-1977. Là ngôi sao bóng đá toàn cầu đầu tiên, Pele đóng vai trò chính trong quá trình chuyển đổi bóng đá thành môn thể thao vua. Pele đạt đến đỉnh cao tại World Cup 1970 ở Mexico, nơi ông góp mặt trong đội hình mà nhiều người coi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, với những tài năng như Rivelino, Tosa và Jairzinho. Bà Bắc sinh ngày 2 tháng 2 năm 1952, Nhâm Thìn. Park Ji-un-hee lớn lên trong tâm điểm chú ý tại Nhà Xanh, tận hưởng cuộc sống sung túc khi là con cả của Tổng thống Park Chung-hee, người lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1961 đến năm 1979. Gia đình bà được những người ủng hộ mến mộ như hoàng gia. Bà Park được gọi là công chúa và biệt danh này vẫn được nhắc đến sau nhiều thập kỷ. Các vụ ám sát bố mẹ bà vào những năm 1970 càng làm cho bà được cảm thông hơn. Sau các vụ ám sát, bà sống lặng lẽ trong gần 2 thập kỷ, cho đến khi trở thành nghị sĩ vào năm 1998.
bà ngay lập tức trở thành một ngôi sao chính trị đối với giới bảo thủ Hàn Quốc, những người luôn tôn vinh bố mẹ bà vì giúp đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh thoát khỏi nghèo đói. Bà Park được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 2012, nhưng mối quan hệ với gia đình Choi Tae-min, thủ lĩnh của một giáo phái mà bà tin tưởng, đã kéo bà khỏi đỉnh cao quyền lực. Bà Park bị cáo buộc thông đồng với gia đình Choi trong nhiều năm để nhận hàng chục triệu USD từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm nhiều công ty lớn nhất của đất nước, để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ. Bà bị kết án 22 năm tù vì tham nhũng năm 2017 nhưng được ân xá sau 4 năm 9 tháng ngồi tù vào cuối tháng 12 năm 2021. Ông Lý Hiển Long, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1952, Nhâm Thìn, là con cả của Thủ tướng Singapore đầu tiên Lý Quang Diệu. Năm 1974, ông tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành toán tại trường Trinity của Đại học Cambridge, Anh. Ông còn có văn bằng khoa học máy tính, tương đương thạc sĩ, cũng tại trường Cambridge. Năm 1984, ở tuổi 32, ông đắc cử vào Quốc hội Singapore, theo bước cha mình tiến vào con đường chính trị. Ông đảm đương nhiều vị trí quan trọng trong quốc hội trước khi được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Singapore năm 1990. Tháng 8 năm 2004, ông nhậm chức thủ tướng Singapore và tại nhiệm đến nay. Ông sinh ngày 17 tháng 10 năm 1952, Nhâm Thìn, từng là sĩ quan Ủy ban An ninh Quốc gia, KGB, Liên Xô trước khi tham gia chính trường năm 1994. Ông đã lãnh đạo nước Nga trong hơn 20 năm liên tiếp ở cả cương vị tổng thống và thủ tướng Nga. Tạp chí Time từng bầu chọn ông là nhân vật của năm 2007 và là người đứng đầu danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015. Từ năm 2013 đến 2016, Putin được tạp chí Forbes bầu chọn là người quyền lực nhất thế giới 4 năm liên tiếp. Ông tiếp tục tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm nay, đứng trước cơ hội lớn tiếp tục nắm quyền thêm 6 năm. Về lý thuyết, ông có thể đảm nhận hai nhiệm kỳ nữa và nắm quyền đến năm 2036. Melinda French sinh ngày 15 tháng 8 năm 1964, Giáp Thìn, tại Dallas, Texas. Bà tốt nghiệp ngành kỹ sư công nghệ, bắt đầu sự nghiệp làm gia sư cho trẻ em, sau đó vào làm tại Microsoft. Bà kết hôn với ông Bill năm 1994 và thành lập Bill Melinda Gates, quỹ từ thiện lớn nhất thế giới, năm 2000. Hai người ở bên nhau 27 năm trước khi thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân hồi tháng 5 năm 2021. Nữ tỷ phú sở hữu khối tài sản 6,1 tỷ đô la Mỹ sau khi ly hôn với Bill Gates. Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, Giáp Thìn, tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông lấy bằng cử nhân tiếng Anh năm 1988 và đi dạy tiếng Anh kiêm thương mại quốc tế ở Đại học Điện tử Hàng Châu. Sự trỗi dậy và phát triển của ngành máy tính cá nhân và phần mềm trong thập niên 1980 đã thúc đẩy Jack Ma khởi nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử viễn thông. Trong hơn 20 năm lãnh đạo của mình, Jack Ma đã đưa Alibaba trở thành tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, điện toán đám mây, thanh toán điện tử. Jack Ma cũng là một người vô cùng quan tâm tới các vấn đề từ thiện và giáo dục. Tháng 9 năm 2019, ông đã từ chức chủ tịch của tập đoàn Alibaba để có thể tập trung hơn cho các hoạt động từ thiện và giáo dục. Năm 2009, Jack Ma lọt vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn. Năm 2014, tạp chí Forbes từng gọi ông là người đàn ông quyền lực thứ 30 trên thế giới. Ông là người giàu thứ tư Trung Quốc và giàu thứ 39 thế giới với khối tài sản lên tới 34,5 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm 2023, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.